Ở cuối tập trước, Tiểu Hoàng Kê đã nói với Sở Hưu là trong lúc hắn đang tu luyện thì có một người tự xưng là Hoa Lạc Phi gì đó đã đến đây tìm hắn. Cô ấy hẹn hắn ba ngày sau gặp nhau ở chỗ cũ. Mời các vị đạo hữu cùng xem Sở Lão Đại sẽ cưa đổ Thái Tố Tử như thế nào ở tập này nhé. Ê Tiểu Sở, muộn như thế này ngươi còn muốn đi đâu vậy hả? Sở Hưu quay lại nhìn Tiểu Hoàng Kê, hắn đưa một ngón tay lên miệng rồi mỉm cười nhẹ giọng đáp. Xịt, tò mò hại chết gà đấy, đừng hỏi nhiều như vậy. Trẻ con thì không nên hỏi chuyện của người lớn mặc kệ tiểu hoàng kê ngây ngốc đứng ở đó hắn cứ như thế xoay lưng rời đi vừa đi vừa mỉm cười thầm nghĩ hôm nay ta đột phá thánh thể tiêu hao không ít sức lực nên đi tìm sư tôn để bổ sung năng lượng rồi sư tôn giờ này chắc là chưa ngủ đâu nhỉ phía bên này mộng điệp hôm nay khoác trên mình một bộ sườn xám màu tím than nàng đang ngồi trên vương tọa ở chính điện lim diêm ngủ bất ngờ lúc này mộng điệp đột nhiên mở mắt nàng nhìn xa bên ngoài cửa động phủ của mình thầm nghĩ là nghịch đồ sao nghịch đồ này lại đến đây rồi lại còn tìm đến vào giờ này nữa chứ hắn muốn làm gì vừa thấy sở hưu bước vào mộng điệp vội vã lên tiếng hỏi nghịch đồ muộn như vậy rồi ngươi còn không nghỉ ngơi trong phòng của mình đến đây tìm ta làm gì hi hi sư tôn người biết rõ còn cố hỏi a à, mấy ngày không gặp đồ nhi sợ sư tôn nhớ con cho nên vừa tu luyện xong liền vội vã đến đây để gặp người đó chuyện là thế này tư chất của đồ nhi dạo này vẫn còn rất tệ phiền sư tôn giúp đồ nhi truyền thụ đạo nghiệp không hổ là thiên hương chi thể mới chỉ ngồi đó thôi, đã tự tản ra một mùi hoa lan mê hoặc lòng người rồi. Nghịch đồ, ngươi đừng hòng vô lễ. Hi hi, sư tôn, người lại không thường đổ nhi rồi. Dù sao thì, đồ nhi đến cũng đã đến rồi, sư tôn đừng phụ giờ lành tháng tốt này. Người hãy cùng ta đến tẩm cung đi, người phải giúp đồ nhi nâng cao tư chất chứ. 6 canh giờ sau, hệ thống hiện lên thông báo, kiểm tra thấy bạn và thiên hương chi thể không có phong ấn, thể chất tu vi của bạn cộng 200 điểm. Kiểm tra thấy bạn và thiên hương chi thể không có phong ấn, thể chất tu vi của bạn cộng 200 điểm. Kiểm tra thấy bạn và thiên hương chi thể không có phong ấn, thể chất tu vi của bạn cộng 200 điểm. Kiểm tra thấy bạn và thiên hương chi thể không có phong ấn, thể chất tu vi của bạn cộng 200 điểm. Tư chất của bạn đạt đến 2214 điểm. Vân Hà Phong trong tầm cung, nhiều trận đại chiến đã xảy ra, sở hưu và tề mộng điệp giao thủ với nhau 6 canh giờ liên tục. Lớn có nhỏ có, hai bên liên tục thi triển kỹ năng, bí kỹ, bí pháp độc nhất của chính mình. Cuối cùng linh lực cạn kiệt, mộng điệp trực tiếp bị gục ngã không thể tiếp tục mà người chiến thắng là sở hưu sau một ngày luyện công vất vả hắn cũng không miễn cưỡng mộng điệp chỉ giáo thêm gì nữa chỉ lặng lẽ sửa soạn quần áo rồi rón rén đi ra bên ngoài đóng cửa lại mà lúc này mộng điệp trên gương mặt ửng đỏ chán vã mồ hôi vì mệt mỏi đôi môi của nàng vậy mà lại có nét cười chứng tỏ quá trình đại chiến với sở hưu đã giúp nàng có thu hoạch trận chiến này đã giúp nàng leo lên đỉnh cao trước đây chưa từng có phía bên ngoài này cửa phòng khép lại Sở hưu hắn lông mày nhăn nhó, tay trái vịn hành lang vách tường, tay phải ấn sau hông, từng bước di chuyển chậm chạp xa nan Hiển nhiên là hắn cũng đã bị thương không nhẹ, ban nãy chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ, chiếm thế thượng phong mà thôi, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Ai ra, cái hông của ta, cái lưng của ta, phụ nữ, lại đáng sợ như vậy. Ta đường đường là hoang cổ thánh thể mà cũng không chịu nổi. Sớm biết như vậy, phong ấn tu vi của cô ta lại cho rồi. Hệ thống bất ngờ hiện lên châm chọc nói. Chật chật. Không ngờ ký chủ thân là hoang cổ thánh thể lại cũng không chịu nổi. Ký chủ ngươi không được a, à, mặc cho sở lão ma thiên tư vô song vẫn phải đỡ tường đi ra bên ngoài. Cà ca, sở lão đại tức giận mắng, cười con khỉ. Nếu ngươi có bản thể, hôm nay lão tử quyết sống mái với ngươi. Sở Hưu lúc này trong lòng bất giác sinh ra nghi hoặc, kỳ lạ, hôm nay cứ thấy sai sai chỗ nào ấy nhỉ? Sư tôn làm sao vậy? Rõ ràng là ta không có phong bế tu vi của cô ấy, nhưng cô ấy lại không có phản kháng, không ra tay đánh ta ngược lại còn rất phối hợp. Bất quá, thế nào cảm giác, nàng mới là người chủ động, ta sở lão ma lúc nào lại trở thành người bị động thế. Chả nhẽ hiện tại, vẻ mặt xoái ca của ta lại có mị lực lớn như vậy ư. Ba ngày sau, tại Vân Hà phong hậu sơn sườn núi, bầu trời đêm khuya trăng thanh gió mát, gió núi thổi hùng khúc hát yêu em. Sở hưu lúc này đang nhóm bếp nướng gà bên dưới gốc cây liễu để chờ hẹn với thái tố tử. Ba ngày nay ta ở chỗ sư tôn nhận được không ít tư chất tu luyện, tu vi đột phá đáng mong đợi. Không biết hôm nay Thái Tố Tử hẹn ta ra đây để làm gì, nhưng lát nữa gặp cô ta đúng lúc có thể thăm dò thử một chút, không thể cứ làm mạnh được. Bất ngờ lúc này, bên chân Sở Hưu lại xuất hiện một cái tiểu linh thử đang đứng thẳng chân, hai mắt đen bóng nhìn con gà quay của hắn chớp chớp liên tục. Miệng nó liên tục kêu chít chít, hiển nhiên là đòi ăn ké. Sở Hưu đang mải suy nghĩ cho nên không có phát hiện ra nó, lúc này nghe thấy tiếng kêu của linh thử nên mới giật mình nhìn xuống cái ánh mắt đỏ lòm chứa đầy sắc khí của hắn nhìn tiểu linh thử khiến cho nó giật mình hoảng sợ thanh niên này lập tức xoay đầu bỏ chạy không dám sân si đến thịt gà nướng của sở hưu nữa nó biết nếu như không chạy chính mình có lẽ sẽ phải cùng chỗ với con gà kia mất bất ngờ lúc này thanh âm nữ từ ôn nhu vang lên ngươi giữ quá nhóc con bị dọa sợ chạy mất rồi người đến quả nhiên là hoa tỷ tỷ cũng chính là thái tố tử tối nay nàng thân mang một bộ váy màu tím nhạt hai chân thon dài vòng eo tinh tế phong phong vận vận mắt ngọc mày ngài, khí chất đoan trang thanh cao vô cùng. Sở Hưu không quay đầu nhìn nàng, hắn mỉm cười rất tự nhiên, vẻ mặt vô tội đáp: "Hoa tỷ tỷ, trách ta à? Rõ ràng là nó quá nhát gan, lòng dũng cảm không đủ lớn, ta chỉ là nhìn nó nhiều một chút mà thôi." Hoa Lạc Phi cũng không có nói thêm gì cả, nàng chậm rãi ngồi xuống kế bên cạnh Sở Hưu. Thấy Sở Hưu cứ nhìn mình ngây cả người ra, Hoa Lạc Phi liền khẽ mỉm cười. Nàng nhìn lại hắn một cách đầy dịu dàng giọng nhu hòa khẽ hỏi: "Sao, sao lại nhìn ta như vậy?" Trên mặt của ta có dính bẩn sao? Hoa tỷ tỷ, có ai theo đuổi tỷ không? Hoa Lạc Phi khá giật mình với câu hỏi này của Sở Hưu, nàng không nghĩ tới hắn lại đi hỏi cái vấn đề như vậy. Nàng ngây người một lát, sau đó liền mỉm cười, rồi nhẹ lắc đầu đáp, "Ừm, nữ tu theo cảnh giới tăng lên, dung mạo sẽ biến sắc gần hơn với thiên đạo tự nhiên, càng ngày càng xinh đẹp mỹ lệ. Ai, lấy tướng mạo của ta, kỳ thực tại giới tu hành cũng không có gì nổi bật cả, đương nhiên cũng sẽ không có ai theo đuổi." Sở Hưu mỉm cười thản nhiên đáp, "Chậc" chậc đó là do mắt của bọn hắn đều hỏng cả rồi kỳ thực ở trong mắt của ta hoa tỷ tỷ thật sự rất đẹp tỷ tỷ khiến ta nhớ đến một bài thơ hoa lạc phi cũng mỉm cười nàng rất ưng ý câu trả lời của hắn chẳng có nữ nhân nào không thích được người khác khen dung mạo mỹ lệ cả kể cả nàng có là thái tố tử thánh vương bá chủ cũng không ngoại lệ nàng lại tiếp tục nhìn sở hưu rồi hỏi ồ là thơ gì hai người ngồi dưới gốc cây liễu ngắm trăng sở hưu bắt đầu ngâm thơ vân tưởng y thường hoa tưởng dung xuân phong phủ lãm lộ hoa hồng nhược phi yên hà sơn đầu kiến hội hướng thái tố nguyệt hạ phùng thơ hay không ngờ cậu còn biết làm thơ đấy thơ đúng thật là rất hay chỉ là ta cũng không đẹp như trong câu thơ kia sở hưu trong lòng vui vẻ thầm cười ca ca bài học ngữ văn ở kiếp trước cũng không phải để trưng nghĩ xong rồi hắn bất giác làm ra cái vẻ mặt nghiêm túc nói cái đó hoa tỷ tỷ hay là ta theo đuổi tỷ nhé ta rất thích đại tỷ như tỷ nghe được lời tỏ tình đầy bất ngờ của sở hưu hoa lạc phi nàng bỗng chốc ngây người Ánh mắt nàng lộ ra vẻ đầy ngạc nhiên nhìn hắn, đứng hình mất 5 giây. Hoa Lạc Phi bất giác không nhịn được mà lấy tay che miệng bật cười, "Cậu với ta mới quen nhau có bao lâu chứ? Đây chỉ là lần thứ hai chúng ta gặp ở đây. Cậu mới bao nhiêu tuổi chứ? Cậu có biết ta bao nhiêu tuổi rồi không? Mới có bao lâu mà đã muốn theo đuổi ta sao?" "Ừm, tỷ đúng thật là rất lớn." Ý của Sở Hưu không phải là nói tuổi. Hoa Lạc Phi theo cái ánh mắt của Sở Hưu cúi nhìn xuống, liền bắt được cái ánh mắt của hắn. Nàng đỏ mặt liền mắng, "Muốn ăn đòn à?" không ngờ cậu còn là một lãng tử. Sở Hưu mặt dày liền đáp, "Hoa tỷ tỷ, thưởng thức cái đẹp của nữ nhân là quyền lợi của nam nhân. Hoa tỷ tỷ không thể xóa bỏ quyền lợi làm đàn ông của ta được. Hơn nữa, tuổi thật sự của Hoa tỷ tỷ không phải vấn đề, tục ngữ có câu rất hay như này, nữ hơn ba, ôm gạch vàng. Ý là bạn gái lớn tuổi, tương lai cả hai sẽ giàu có." Ta nói Sở lão ma hắn quả thật là nói khoác không biết ngượng, nghĩa chính ngôn từ, mồm dẻo như kẹo quéo, bật tanh tách như tôm tươi. Hoa Lạc Phi nghe xong những lời này của Sở Hưu cũng phải xoắn não, cái tên này đúng thật là cái gì cũng có thể nói được. Nàng đường đường là thánh vương cảnh thánh chủ, vậy mà lúc này lại bị cái tên thần kiều cảnh như hắn dùng lời lẽ dắt mũi. Hoa Lạc Phi có chút ngượng ngùng nhìn Sở Hưu đáp, chắc ta lớn hơn cậu 3000 tuổi rồi nhỉ. Sở Hưu nghe vậy mặt cũng không biến sắc, hắn chủ động nắm lấy tay của Hoa Lạc Phi, ánh mắt tỏ ra đầy nghiêm túc nhìn nàng, sau đó quả quyết nói: "Nữ lớn 3000 vị liệt tiên ban, tỷ tỷ, ta cưới tỷ, trường sinh ngay tại trước mắt." thật đấy ta siêu nghiêm túc thật hơn so với chân châu cực phẩm của nam hải nữa hoa lạc phi mỉm cười đáp tiểu tử cậu đây là đang dụ dỗ tôi sao nàng đối với việc tỏ tình bất chấp của sở hưu không hề tức giận mà kỳ thực nàng chỉ cảm thấy có chút thú vị ba nghìn năm tu luyện đã đạt tới trình độ cỡ này sở hưu có thể gây lên tâm tình chập chờn đối với nàng đã là rất hiếm rồi sở hưu lúc này giả bộ cười xấu hổ đáp cái này đây nào phải dụ dỗ nha ta cái này gọi là không kìm lòng được hơn nữa hoa tỷ tỷ ta không nhỏ. Sở Hưu bất giác bẻ một cái đùi gà đưa cho Hoa Lạc Phi. Hắn cười vui vẻ thản nhiên nói: Tỷ tỷ, nếm thử tay nghề của ta đi. Ồ, tay nghề không tệ a, à. rất ngon. Sở Hưu hắn biết rất rõ, đối diện với nàng vị này, một Thánh Vương cảnh đỉnh phong Bá chủ, toàn bộ Đại Lục Thiên Khung này so sánh thực lực cùng nàng cũng không có mấy người. Nam nhân đứng trước mặt nàng đều phải run run rẩy rẩy, liền ngẩng đầu nhìn nàng một cái cũng không dám. Mà hắn cứ như vậy đánh bạo đi lên, ngược lại sẽ làm cho nàng xuất hiện một loại đặc thù khác thường tâm tình loại cảm giác này cùng với cảm giác bình thường hoàn toàn khác nhau hiển nhiên sẽ có tính đột phá sẽ làm cho nàng có cảm giác mới mẻ thú vị như vậy thì hắn càng có cơ hội tiến tới bên này thấy hoa lạc phi khen ngon sở hữu vẻ mặt đầy tự nhiên cười đáp hê hey hê hey, sư tỷ quá khen nhưng mà con linh thú này tu vi quá thấp cảm giác vẫn rất bình thường đó ta nghe nói thịt của hoang thú đại thánh cảnh rất tươi ngon nó còn bổ hơn cả cổ dược vương nữa chờ sau này tu vi của ta cao rồi ta sẽ đi bắt mấy con thú hoang tu vi đại thánh về nướng cho tỷ tỷ ăn. dứt lời, sở hưu tây phải vỗ nhẹ một cái, liền lấy ra một bình linh tử từ, từ trong nhẫn chữ vật của mình. tỷ tỷ tốt, uống một ly rượu với ta đi. ta không biết uống rượu cho lắm, nhưng mà cũng muốn thử xem sao. tỷ tỷ, để ta rót cho tỷ, tỷ uống với ta một ly đi. đây là rượu quê nhà của ta, tên là mạc tương y. ồ, thì ra mạc tương y là rượu quê nhà của cậu. ta đã từng nghe nói qua rồi, rượu này rất nổi tiếng ở vương triều thiên khởi. Mạc Tương Y, Hoàng Sa Khởi, Tây Phong Cổ Đạo Hữu Sấu Mã, Tương Y mạn mạn lệ mãn san. Mạc Tương Y, dưới tịch dương, ngoài thôn đường núi cuộn đất vàng, lòng không nỡ lại quay đầu. Sở Hưu liền ngâm thêm một đoạn thơ đối lại thơ của Hoa Lạc Phi. Mạc Tương Y, tâm mạc khí, giao tịnh tương vọng vô số dặm, chi bằng xoay người thường tương ly. Cậu nhớ quê nhà rồi có phải không? Ta nhớ, bài thơ Mạc Tương Y này không có giao tinh vọng. Sao thế? Cậu không phải người trong bầu trời này sao? Hi hi, sao có thể chứ ta nghe nói vị tiền bối ngâm ra bài mạc tương y này đến từ vực ngoại sinh mệnh cổ tinh cho nên ta đã mượn điểm cố ý này để tùy ý bịa ra một câu mà thôi ồ thì ra là thế dứt lời hoa lạc phi nàng lại nâng chén rượu lên uống cạn hoa lạc phi lúc này hai gò má một màu ửng hồng đôi mắt có chút lờ mờ có vẻ như nàng đã say rồi một chén liền say lấy nàng tu vi thánh vương cảnh cho dù nháy mắt uống cạn một ao hồ rượu cũng sẽ không say nhưng nếu như nàng chủ động không dùng tu vi để áp chế thì uống một ly liền sẽ say. Chuyện này ngoài trừ Mộng Điệp ra thì Sở Hưu chính là người thứ hai biết được. Thấy Hoa Lạc Phi đã lảo đảo, Sở Hưu vội đỡ lấy nàng rồi ân cần hỏi, "Hoa tỷ tỷ thật không biết uống rượu ư? Say rồi sao?" "Ừm, có chút. À đúng rồi, nghe nói cậu sắp thành thánh tử rồi. Chúc mừng cậu nhé." "Cảm ơn Hoa tỷ tỷ, nhưng ta cũng không để tâm đến danh vọng cho lắm." "Hoa tỷ tỷ, vậy thánh tử có quyền hạn lớn không?" "Khá lớn, dù sao thì cũng có quyền hạn cao hơn một trưởng lão đạo vân phong như ta." sở hưu cái tay, bắt lấy cái tay. Hoa tỷ tỷ, vậy thì ta sẽ đi cầu xin thánh chủ, bảo ngài ấy hứa hôn tỷ cho ta thế nào. Ta, ta, à, nghĩ thánh chủ sẽ không đồng ý đâu. Sở hưu cái tay, bắt lấy cái tay, không thử thì làm sao mà biết được chứ. Ta đường đường là thánh chủ, đi xin cưới một vị trưởng lão, chả nhẽ lại không đồng ý a? À. Đừng nói mấy chuyện không đâu nữa. Thánh chủ khuấy động phong vân, lúc đại điển thánh tử diễn ra, nhất định sẽ có người mời cậu khiêu chiến, lúc đó cậu nhớ chuẩn bị cho tốt vào lại nói tại sao sở hưu hắn không có trực tiếp dùng luân hồi thiên khúc từ mẫu ấn khống chế nàng như với cách hắn làm với tề mộng điệp sư tôn không nghe lời có thể dạy dỗ còn về phần thánh chủ đã tu đạo nhiều năm chưa trải qua nhân sự hắn đây là muốn để cho nàng cảm nhận được hương vị ngọt ngào của tình yêu cho nên hắn không có làm gấp muốn tiến lên dần dần từ từ chinh phục được trái tim của nàng kiếp trước hắn bị cả thiên hạ truy sát không có nơi để chạy không có nhà để về tại sao lại như vậy là hắn không đủ mạnh thiên phú hắn kém. Tất cả đều không phải, nguyên nhân chính là hắn thế đơn lực bạc, không có bối cảnh, sau lưng lại càng không có cường giả tuyệt đỉnh chiếu cố. Nhưng nếu như hắn hiện tại dính dáng đến thái tố tử vị này vô địch nữ tu, vậy thì lúc đó cả cái thiên hạ này, hắn sở lão ma thích đi đâu mà chẳng được. Người nào hắn đánh không được, hắn gọi lão bà của hắn là thánh vương cảnh cường giả đến đánh. Người nào muốn lấy mạng hắn, hắn lại gọi lão bà của hắn là thánh vương cảnh cường giả đến đỡ. Ngươi là cổ thế gia, thế lực cường đại thì đã sao, thế nhưng lão bà của ta là thánh vương cảnh cường giả thích thì solo đây chính là lý do tại sao sở hưu không có dùng cách như đã dùng với mộng điệp để hàng phục thái tố tử tập 14 chap 22 xin kết thúc ở đây cảm ơn các vị đạo hữu đã xem video của mình các vị đạo hữu thấy hay có thể cho tại hạ xin một like và một comment xuống bên dưới phần bình luận nhé yêu quý hơn thì có thể donate link thạch cho tại hạ thông qua số tài khoản ngân hàng hoặc số momo tại hạ có treo nó ở bên dưới phần mô tả cảm ơn các vị đạo hữu rất nhiều mãi yêu